Vâng, xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục về clip khế nhật bonsai. Thì em xin giới thiệu đến lô này đang có trong vườn nhé. Đấy, đây, rất là nhiều loại khế luôn này. Đấy, đang có trong vườn nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn, 150.000 một cây nha. 150.000 một cây. Đấy, thì xin em xin quay qua để giới thiệu với anh chị em và các bạn nhé. Đấy, trong vườn rất là nhiều luôn ạ. Đấy, gốc đế rất là đẹp nhé, chỉ với 150.000 một cây thôi. Thì đấy, em xin quay sơ qua để giới thiệu đến anh chị em và các bạn này. Đấy, cây rất là xanh tốt nhá. Đấy, gốc đế cũng rất là đẹp này. Đấy, đấy, chỉ với 150.000 một cây bonsai nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ, khế nhật nhé. Này là gốc khế ta ghép mắt khế nhật nhé. Đấy, gốc khế ta ghép mắt khế nhật rất là đẹp luôn ạ. Đấy, anh chị em và các bạn mua về là chỉ việc chơi thôi nhé. Hàng đã thành phẩm, đã bẻ tay chân hết rồi. Anh chị em mua về không phải đắn đo suy nghĩ gì nữa nhé. Đấy, chỉ với giá là 150.000 một cây nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, thì trong vườn em về rất là nhiều. Yeah, số lượng hiện tại lúc này còn khoảng độ 50 cây lận nhé. Yeah, đấy, gốc đế lên, lên tay, lên tược, cây rất là tốt luôn nhé. Này, đấy anh em và các bạn thấy không, cây rất là tốt, chỉ với giá 150.000 một cây thôi nhé. Yeah, đấy nha. Yeah, đấy, rất là đẹp luôn ạ, chỉ với giá 150.000 một cây. Để giới thiệu đến anh chị em và các bạn nhé. Đây nha, cây rất là xanh tốt. Đấy, cây nào cũng tốt. Đấy, hoành gốc thì được tầm 10 nhá. Cây cao của nó trung bình thấp nhất là 25 phân nha. Đấy nha, chỉ với 150.000 một cây thôi. Đấy, đấy, gốc đế rất là ok này. Đấy, bộ đế nằm ra này, lên tay, lên tược này. Đấy, rất là đẹp. Chỉ với giá 150.000 một cây nhé. 150.000 một cây nha anh chị em và các bạn. Đấy, gốc đế rất là đẹp này nhá. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0355 823 389 nhé. Đấy, cái giống khế nhật này rất là dễ lên bông lên trái luôn ạ nhá. Rất là dễ lên bông lên trái. Đấy, đây, đấy, có nhiều cây non này, giá tí này, đấy, đã lên bông rồi. Đấy, lên bông là sẽ lên trái nhá. Gốc đế thì cũng rất là đẹp này, già cỗi xù xì nhá. Đấy, rất là nhiều cây lên bông lên trái rồi nhá. Anh chị em các bạn mua về là chỉ việc chơi thôi nhá. Này, đấy, đấy, tược lên rất nhiều này, đấy, đã lên bông rồi đấy, đấy, rất là đẹp luôn ạ. Thì chỉ với 150.000 một cây nhá. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ em theo số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé. Hoặc mọi người có thể kết bạn Zalo, nhắn tin cho em qua số điện thoại này nhé. Đấy, giá cực kỳ rẻ, chỉ với 150.000 một cây nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ nhá. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở các clip tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.